Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đảo Học Thuật. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu cái cách làm sao để có thể là xem được cái video trên YouTube một cách lặp đi lặp lại. Thì cái cách này thì mình biết là có rất là nhiều bạn đã biết rồi, nhưng mà cũng có thể là có một số bạn vẫn còn chưa biết, nên mình hướng dẫn cho các bạn đó để có thể là xem được video trên YouTube một cách lặp đi lặp lại được nhé. Ok. Thì đầu tiên á, các bạn mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách. Cách đầu tiên là chúng ta có thể thực hiện ngay trên YouTube luôn, có nghĩa là chúng ta ra ngoài, sau đó thì chúng ta vào cái trình ứng dụng YouTube như bình thường vậy đó các bạn. Rồi sau khi mà các bạn ra ngoài ứng dụng YouTube thì các bạn có thể chọn vào một cái video bất kỳ mà mình muốn xem. Ví dụ như mình xem cái video của mình đi ha, cho tránh tình trạng bản quyền. Rồi ok. Thì sau khi mà mình chọn một cái video của mình á, thì mình có thể là bấm vào cái chỗ lưu nè các bạn, chữ lưu chỗ này, chọn vào đây nhé. Rồi sau khi mà chúng ta chọn được cái chữ lưu và nó hiện lên màu xanh vậy là ok nè các bạn. Sau đó thì các bạn cứ bật video mình lên xem khoảng chừng 5 giây nhé. Rồi nếu mà có nhu cầu các bạn có thể đăng ký kênh Đảo Học Thuật ở đây để có thể nhận thêm nhiều cái video bổ ích từ kênh của mình. Rồi thì tiếp theo thì các bạn có thể là ra ngoài, đó là các bạn kéo ứng dụng xuống ra ngoài, sau đó các bạn vào chỗ thư viện. Rồi các bạn tạo cho mình một cái danh sách phát mới nhé. Ở trong danh sách phát này nó sẽ hiển thị ra những cái video mà các bạn đã xem rồi, thì các bạn có thể chọn vào một trong những video mà mình đã xem để có thể tạo được cái danh sách phát. Ví dụ như mình chọn vào cái video mà mình vừa xem lúc nãy nhé, chọn vào đây, sau đó thì bấm vào chữ tiếp theo này các bạn. Các bạn đặt tên cho nó luôn nha. Ví dụ như mình đặt tên nó là video 2 đi, tại video 1 mình đã tạo rồi. Rồi ok. Rồi sau khi mà tạo xong á, các bạn kéo xuống thì chỗ này nó sẽ xuất hiện cái danh sách phát mới, đó chính là video 2 nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào chỗ này giùm mình, thì nó sẽ hiển thị được cái video mình vừa mới thêm vào. Lúc này á, thì các bạn chỉ cần mở video này lên. Rồi các bạn muốn xem cái video này mà lặp đi lặp lại thường xuyên á, thì các bạn chỉ cần chọn vào cái chỗ mà hai cái dấu mũi tên chỗ bìa màn hình này các bạn. Sau đó các bạn chọn vào đây nha. Thì cái video này nó sẽ được lặp đi lặp lại hoài luôn. Thì mình có thể test cho các bạn xem. Ví dụ như mình xem cái video này gần hết đi. Rồi. Đó, thì video này nó sẽ tự động lặp lại các bạn. Đó, rất là đơn giản ha. Thì cái ưu điểm của video này, của cái cách này nó chính là mình có thể thực hiện ngay trên cái ứng dụng của mình luôn. Mình không cần phải sử dụng cái ứng dụng nào khác. Bên cạnh đó một điều nữa là mình có thể là thực hiện cái việc mà xem đi xem lại khá là đơn giản ngay trên video của mình. Rồi nhưng mà cái cũng có cái khó khăn, đó chính là cái việc này nó sẽ tốn khá là nhiều thời gian. Có nghĩa là các bạn khi mà muốn xem cái video nào á, thì các bạn sẽ phải tạo một cái danh sách phát mới, thì chúng ta mới có thể xem lặp đi lặp lại được. Rồi ok. Thì thứ hai mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để có thể xem được cái video này mà không cần phải tạo một cái danh sách phát nào nữa. Ok, các bạn cùng theo dõi mình nha. Đầu tiên thì các bạn ra ngoài giùm mình. Các bạn ra ngoài ứng dụng luôn nhé. Sau đó thì các bạn ra ngoài cái trình search play. Các bạn search giùm mình một cái từ khóa có tên là video review. Sau đó thì các bạn kéo xuống và tìm giùm mình một cái chỗ. Đây là các bạn, cái ứng dụng nó có tên là Music Beat YouTube Video. Thì cái ứng dụng này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn cách làm sao để có thể xem được cái video lặp đi lặp lại mà không cần phải tạo cái danh sách phát. Ok, thì ở đây mình đã cài đặt ứng dụng này rồi. Thì bây giờ mình chỉ việc mở lên thôi. Các bạn có thể tải về và cài đặt nhé. Rồi, đây chính là cái giao diện chính của ứng dụng. Thì ở trên đây đó chính là cái từ khóa mà mình muốn tìm kiếm. Thì ở đây cái từ khóa mình muốn tìm kiếm là Đảo Học Thuật đi. Thì để nó hiển thị ra những cái video của mình, thì mình có thể chọn vào một trong những video này để xem lại. Ví dụ như mình chọn vào cái video này nhé. Ok, chọn vào cái video này. Thì cái ứng dụng này nó được kết nối bên YouTube để có thể là tìm được những cái video mà mình muốn xem nhé. Sau đó thì mình muốn cho cái video này nó lặp đi lặp lại, thì các bạn chỉ việc chọn vào cái chữ lớp này nè các bạn, cho nó bật lên cái chữ màu đỏ là xong rồi đó các bạn. Ok, để mình test thử cho các bạn xem nhé. Rồi các bạn có thể kéo đến gần cuối video. Đó. Đó thì tự động là cái video này nó sẽ được lặp lại một lần nữa. Và nó cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy các bạn. Ok. Bên cạnh đó thì cái một cái chức năng nữa trên cái video này khá là hay, đó chính là mình có thể lặp lại một cái đoạn nào đó ở trong cái video thôi, chứ không cần là phải lặp lại cả video. Ví dụ như mình muốn lặp lại cái đoạn từ cái số là phút thứ 2 đó cho tới cái đoạn là phút thứ 210 đi, cái phút thứ 210 giây, phút thứ 20 giây. Đó thì tự động là cái video này nó tự động nhảy đến phút thứ 2 và nó sẽ chạy đến cái thời gian là 2 phút 10 giây, nó sẽ tự động nhảy lại. Các bạn cứ xem nó, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian từ đoạn này đến đoạn này thì nó sẽ tự động nhảy lại và chúng ta chỉ xem cái đoạn đó thôi. Ok. Rồi thì vừa rồi thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách làm sao để có thể là xem cái video lặp đi lặp lại trên YouTube một cách đơn giản. Thì nếu thấy cái video này bổ ích, các bạn có thể đăng ký kênh và bấm vào để nhận thêm nhiều cái thông tin cũng như là cái video bổ ích khác từ kênh Đảo Học Thuật nhé. Ok. Hẹn gặp các bạn vào những giờ sau.